quần nhóc có một quán cà rán Hàn Quốc nổi tiếng cũng khá lâu rồi, mà cũng lâu rồi không ghé, hôm nay trở lại review cho các bạn xem ha. Best seller của quán không gì khác chính là đùi gà gạo lứt cà ri. Ai chà, nói cho mắng này, chỉ có một size phần ăn cũng khá lớn cho nên kéo rong rong đi mâm chung cho vui ha. Bánh mì nóng giòn mâm kèm với sốt cà ri phải nói là ngon tuyệt cú mèo. Gà rán mỏng nước lớp vỏ giòn giòn thấm trọn vị sốt, mâm kèm với bắp cải bào một phần ăn vô cùng trọn vẹn về mùi vị và chất lượng. Đùi gà nướng bánh gạo cay chọn phần nhỏ, nó thật là hoàn toàn không cảm nhận được vị cay. Bánh gạo dẻo mềm đóng góp ý kiến nho nhỏ là gà siêu nạc cho nên hơi ngán và khô ngán, mâm gà không thì cũng ngán cho nên gọi thêm kim bắp nè. Cuốn cá ngừ rất ư là chắc tay mà nhân thì cũng nhiều, thêm ly trà dâu kết thúc một bữa ăn sâu happy. Tổng quan đánh giá về mùi vị và chất lượng thì khá good, giá cả thì cá nhân mình đánh giá hơi cao một chút nha. Tổng thiệt hại hơn 700 cho hai người. Cuối tuần nhiều niềm vui, gặp lại tuần sau nè.